Xin kính chào bà con làng Phơi. Xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến các chiến sĩ áo trắng cùng với các tình nguyện viên đang ở tuyến đầu chống dịch. Xin chia sẻ nỗi đau buồn với những đồng bào nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người con miền Trung đang phải hành hương trở về với quê hương. Covid đang tàn phá thế giới, tàn phá đất nước chúng ta. Cũng có những lúc chúng ta được yên bình thì châu Âu bị tàn phá nặng nề. Bây giờ châu Âu họ đang trở lại một cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi. Cho dù Covid nó thế nào đi chăng nữa, với nỗ lực của chính quyền, với toàn thể nhân dân, tôi vẫn tin vào một cái ngày mai tươi sáng sắp đến. Chúng ta vẫn phải thở, vẫn phải sống, vẫn phải yêu đời và yêu nhau. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, 18 tháng 8 năm 2021. Tôi có một chút riêng tư, một chút riêng tư. Cách đây 68 năm thì tôi được sinh ra ở thành phố Dệt. 5 giờ sáng, mẹ tôi đi một mình vào một cái nhà hộ sinh. Sau đó thì tôi có một cái giấy khai sinh do người Pháp cấp. Tôi kẹp một cuốn học bạ cấp 1, cấp 2 cho đến tận năm 68 tôi nộp vào lớp chuyên toán của sư phạm Vinh và tôi chia tay vĩnh viễn cái tờ giấy khai sinh đó. Cũng rất là tiếc nhưng không biết làm thế nào cả, bởi vì cái thời đó chúng ta chưa có công chứng này nọ, một cái kỷ niệm giấy khai sinh của tôi. Bây giờ xin phép nói về ngày sinh của mình. Thực ra thế hệ chúng tôi là lớn lên trong bom đạn, trong gian khó. Ngày sinh chả có ý nghĩa, có nhiều năm không được tổ chức sinh nhật. Mấy năm gần đây, các con mới mời bố mẹ đi ăn một bữa tươi. Nhưng hôm năm nay thì tôi tổ chức sinh nhật một mình. Và càng lớn tuổi, tôi nghĩ nhiều đến mẹ nhiều hơn. Mẹ, tiếng đẹp đẽ nhất trên đời là tiếng mẹ. Đó là tiếng đầu tiên con người phát ra. Nó được vang lên một cách dịu dàng bằng tất cả các thứ tiếng trên thế giới. Tôi đã viết hàng chục cái status về mẹ, nhưng mà hôm nay tôi chỉ giới thiệu hai cái status ngắn thôi, vài ý kiến. Trong cái ngày 18 tháng 8, tôi chả có cái công lao gì cả. Chỉ có mẹ là mang nặng đẻ đau và cho tôi sống một cuộc sống vui buồn, hạnh phúc, đủ mọi thứ hỉ nộ ái ố trên đời. Thế thì năm ngoái tôi có viết một cái status như thế này. 5 giờ sáng, mẹ một mình đi vào nhà hộ sinh ở thành phố Nam Định để con có mặt ở trên đời. Con không ngoan nhưng cũng chẳng hư. Rồi con được làm cha, thật là may. Thằng cả cứ lò dò đi theo con đường của con. Tôi đá bóng, nó cũng đá bóng. Tôi bình luận, nó cũng bình luận. Năm ngoái, cách đây 3 năm tôi có đi cùng lớp tôi đi du lịch sang nước Bỉ. Đứng ở cái chỗ tượng, những bức phù điêu rất là đẹp ấy. Thế mấy tháng sau Phương Nam đi công tác đài truyền hình cũng sang đấy, nó cũng chụp ảnh ở đấy. Và tôi có nói đùa rằng người yêu cũ là mẹ của Phương Nam mới cử nó đi theo tôi. Nhưng mà nó không đủ trình độ để kèm tôi được. Tôi rời khỏi Bruxelles thì nó mới đến. Thực ra lúc này con không cần tiền. Như thằng Út thì về nhà anh chàng bộ đội ấy, vẫn là bộ đội ấy, mới nói rằng là tờ này là sinh nhật ba, tờ này là sinh nhật mẹ. Ở bộ đội sòng phẳng ghê, rõ ràng, minh bạch. Mà tôi có cần nhiều tiền đâu. Sức khỏe tôi tốt này, tôi ăn uống giản dị này, bia bọt không uống được nhiều này, mọi thứ không cần tiền. Nhưng mình cũng nhận cho con đi. Và tôi xác định mình rằng mình là một cái tiền vệ, tạo điều kiện cho hai chàng tiền đạo kia ghi một cái bàn thắng gọi là báo hiếu. Lứa tuổi con không coi trọng ngày sinh nhật,
Nhưng ngay sau sinh nhật của con lại là sinh nhật của con dâu mẹ. Cô ấy đang về chăm nhạc mẫu gần 3 tháng rồi. Đôi khi con cũng thấy cô đơn. Lúc cô đơn, con nghĩ đến những người thân yêu nhất. Cảm ơn mẹ đã cho con làm người. Đấy là sinh nhật năm ngoái, tôi nghĩ đến mẹ. Thực sự mẹ mất gần 10 năm rồi. Còn một cái status mà tôi cũng rất tâm đắc, cũng nói về mẹ. Mùng 8 tháng 3, tôi hầu như không tặng hoa cho phụ nữ. Mỗi lần thấy ai tặng hoa cho phụ nữ là tôi thấy lòng mình nghẹn lại. Có thể tôi cực đoan, có thể tôi cố chấp, xin các bạn thứ lỗi cho tôi. Mẹ tôi đi qua cõi đời này 87 năm. Tôi ngờ rằng đến lúc đi về cõi vĩnh hằng, mẹ tôi mới được tặng những vòng hoa. Vì vô tình nên tôi không kịp hỏi ba tôi. Cái năm 41-42, từ phố huyện ba lên thành phố đón mẹ về, ba có tặng hoa cho mẹ hay không? Rồi mẹ tôi 18 tuổi, mẹ tôi đã mất hai người con gái đầu lòng. Rồi mẹ tôi đẻ thêm 8 lần nữa. Tất cả chúng tôi đều khỏe mạnh, trưởng thành. Có lần mẹ nói, thấy người ta 20 tháng 11 tặng hoa cho nhau. Mẹ nói là một bó hoa bằng mấy bó rau muống đấy nhỉ. Thế là tôi cứ như vậy. Cuộc sống vất vả, lam lũ, khiến mẹ tôi không nhớ, hay mẹ tôi cố tình quên ngày sinh nhật của mình. Cho đến bây giờ, tất cả các anh em tôi cũng không biết mẹ tôi sinh ngày nào cả. 15 tuổi, tôi rời vòng tay mẹ, và cho đến đợt bây giờ, nỗi ám ảnh về hoa và rau muống không sao thoát khỏi tâm trí tôi. Tôi tặng hoa cho mẹ theo cách riêng, cố gắng không làm cho mẹ buồn, và bây giờ thì cố làm những gì mẹ chưa kịp làm. Trước khi mẹ mất, mẹ chỉ nghĩ đến mấy đứa cháu mồ côi thôi. Anh tôi mất sớm. Thế thì chúng nó mồ côi, ít học, nghèo khó ở vùng Sơn Cước Hà Tĩnh. Thì tôi cứ thầm lặng, tôi rủ mấy anh em, rồi tôi nói với thằng Nam, thằng Phương là có một việc ba muốn làm cho các anh chị mồ côi của con đấy. Nên những cái việc mẹ không làm được, chả làm được cái gì lớn lao cả. Thì tôi thầm hứa với mẹ như vậy. Xin thế giới phụ nữ hãy thứ lỗi cho tôi. Riêng với mẹ, con không ân hận điều gì. Vâng, thưa các bạn, một chút riêng tư để bày tỏ lòng mình về tình yêu cuộc sống, về tình yêu đối với mẹ. Ban nãy, trước khi lên sóng thì lại nghe tiếng tinh tinh một cái tin báo. Người yêu cũ nhắn vào trong nhóm gia đình là thằng Út gửi cho bố 1 triệu mừng sinh nhật đấy. Nãy mưa cơ nãy gửi qua tài khoản của mẹ nó. Thì như tôi vẫn nói ban nãy, với một người như tôi khỏe mạnh, sống giản dị thì cũng không cần nhiều tiền lắm đâu. Bây giờ tôi xin chuyển sang mục thứ hai cho đông đảo bạn bè có thể tham gia, cũng lại là liên quan đến sinh nhật. Liên quan đến sinh nhật, đó là sinh nhật tờ báo văn hóa và thể thao. Sinh nhật tờ văn hóa thể thao thì nó cũng vào tháng 8. Tôi thì học hết lớp 10 chuyên toán sư phạm Vinh, rồi vào học 4 năm khoa toán. Nhưng mà tôi đam mê văn chương, rồi cũng thể hiện mình trong những cái buổi với bạn bè. Sau đó gặp được nhà báo Hồng Ngọc,
anh ấy lấy bút danh Hồng Ngọc, rất là nữ tính. Nhưng mà thực ra đó là Phạm An Biên. Rồi thêm Trương Anh Ngọc nữa. Trương Anh Ngọc thì mê anh ta vì anh ta giống tôi ở cái vẻ lãng mạn và hay đi phượt. Thế thì hai anh bạn trẻ ấy thấy tôi nói chuyện bảo chú viết được đấy. Những cái hiểu biết của chú về bóng đá lịch sử rồi cái thời bóng đá mới trở lại, chú viết đi. Thế là tôi tập tuệ tôi viết từ năm 2002. Cách đây mấy năm, tờ Văn hóa Thể thao có mời tôi viết một bài về ngày sinh của họ. Thế thì cái tôi chọn cái nhan đề của nó là Cha và Con và tờ Văn hóa Thể thao. Đây, tờ báo đã được in Cha và Con và Văn hóa Thể thao. Tôi xin đọc cho các bạn nghe. Nó cũng như là một cái quãng đời của tôi gắn bó với tờ báo này. Cha và Con và Văn hóa, Thể thao và Văn hóa. Nhà văn Nga Paustovsky có viết ở đâu đó rằng trí nhớ như một sợi dây thần, nó để lọt những hạt cát, chỉ giữ lại những bụi vàng. Tôi thích câu này lắm. Hôm nay, một ngày tháng 8, tôi bồi hồi nhớ lại duyên nợ với tờ Thể thao và Văn hóa. Tôi bước sang tuổi 65, tức là bài báo này cũng đã 3 năm rồi. Còn nàng cũng đã 35 mùa lá rụng, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Tháng 8, cũng có thể là tháng 9 năm 1982, tôi chuyển từ đội công nhân Nghĩa Bình về đội công nghiệp Hà Nam Ninh. Sau hai buổi tập sáng chiều mỗi ngày, tôi chẳng biết làm gì. Lúc ấy vợ con đều đang ở cấp 3 Lâm Sơn Thanh Hóa. Một hôm tôi lang thang ra ngã tư Cửa Đông, cả cái thành phố Nam Định chỉ có mấy quầy báo thôi, thì có một anh chàng ngồi ở vỉa hè mới gọi: Mẫn Lùn ơi, cựu giáo viên khoa toán ơi, có ấn phẩm mới của Thông tấn xã Việt Nam này. Anh thương binh ngồi duỗi chân bên những chồng báo cũ. Thực ra chân anh không, một chân anh không co lại được. Một cái nạng, một chân co, một chân duỗi. Thế là anh ta tương thêm một câu nữa, quyết tâm hạ gục tôi. Đây là hàng độc quyền, tôi phải nhờ đồng đội cũ lấy ở Thông tấn xã trên Hà Nội rồi gửi xe khách về đấy. Thú thật là lúc đầu tôi không có cảm tình với tờ Thể thao Văn hóa. Báo gì mà mới in như là Romeo, màu thì xỉn. Nhưng chỉ vài phút sau, khi ngó vào ruột tờ báo xấu xí, tôi đã lập tức phải lòng nàng. Thời đó, cả nước đói thông tin, năm 1982 nhé. Thể thao Văn hóa không chỉ mang lại những tin tức nóng hổi về bóng đá và thể thao thế giới, mà cả những bài viết về mảng văn hóa cũng rất hàn lâm. Nói không ngoa, người ta không chỉ đọc mà còn học được nhiều thứ, từ nhiều điều, từ nàng Lọ Lem mới xuất hiện trong lòng làng báo cuối thời kỳ bao cấp. Mỗi tuần tôi về Thanh Hóa, không quên mang theo hai tờ Thể thao và Văn hóa cho cậu cả Đặng Phương Nam học đánh vần. Và cũng không biết ngày đó ở Hà Nội thế nào, chứ ở Nam Định chúng tôi mãi đến Mexico năm 86 mới được xem truyền hình trực tiếp, mà cả dãy phố mới có một con Neptune đen trắng của Ba Lan. Chúng tôi tận hưởng và học chiến thuật Espana 82 và Euro 84 chủ yếu qua các bài tường thuật và bình luận trên tờ Thể thao và Văn hóa. Công nghiệp Hà Nam Ninh là một đội bóng tỉnh lẻ đậm chất phủi, không được đào tạo bài bản như thể công và công an Hà Nội. Thể lực cũng luôn yếu hơn các đội khác. Không phải kể công, thực tế tôi là người duy nhất
trong đội mua thể thao văn hóa cho cả đội cùng xem. Sau hai mùa 1982 đến 1984, bóng đá thế giới nổi lên hiện tượng bẫy Việt vị của Bỉ. Linh hồn cái bẫy đó là thủ quân Gires với bộ râu rất ấn tượng. Năm 1984, thủ quân đội công nghiệp Hà Nam Ninh là thủ lĩnh hàng phòng ngự là Đặng Ngọc Anh, tức là gọi là anh Tạo Cò, đã 36 tuổi, không thể chơi một bắt một toàn sân. Anh bàn với huấn luyện viên Lâm Ngọc Lập: ta chơi bẫy Việt vị như đội Bỉ xem thế nào. Anh Bảo Xoăn, Trần Quốc Bảo đá dập. Ngàn A Sám biên trái, nói về Ngàn A Sám hậu vệ biên trái là một nhân vật đặc biệt. Cái năm 85 chúng tôi đoạt chức vô địch, có một vị chuyên gia Nam Tư xem xong ông phát biểu: cả cái đội có mỗi anh số 4 là đá được. Tức là ông khen mỗi anh Ngàn A Sám, còn Nguyễn Văn Dũng trung phong vua phá lưới gì chúng tôi các ông ấy chả coi là cái gì cả. Ông đánh giá số 4 Ngàn A Sám là một cái nhân vật đặc biệt của đội Hà Nam Ninh và ở cái mùa bóng đó. Không thể chơi bắt một cho nên là huấn luyện viên Lâm Ngọc Lập bàn nhau chơi bẫy Việt vị. Và nhân tố tạo lên thành công bẫy Việt vị Marzin Nam Định ấy, phải là thủ môn Trung Nghêu, Vũ Văn Trung. Bản thân tôi cùng với Bóng Đá TV, Thể Thao TV đã từng làm một cái bộ phim thủ môn Vũ Văn Trung ở Vũng Tàu. Anh ấy có một cái hiện giờ sống rất là vất vả, bệnh tật, nghèo đói. Rồi lúc nào đó tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau. Cái bộ phim ấy tôi cũng tự hài lòng cùng với Bóng Đá TV, Thể Thao TV quay bộ phim đó. Nó đậm chất nhân văn. Chuyện đến ấy nói sau. Nhưng nói về Trung Nghêu này, cái đội bóng của chúng tôi nói về đá ma, đá hầm 3 đánh 1, 4 đánh 2 ấy, thì cái công nghiệp Hà Nam Ninh ấy, Trung Nghêu chơi chân cực khéo, nghĩa bợm này, dũng toát. Vâng, xin lỗi linh hồn những người, linh hồn người yêu bóng đá nhất trong những người đạp xích lô. Ông Toát là thân sinh của anh Dũng và anh Sĩ. Ông ấy là người đạp xích lô. Ông yêu bóng đá, ông thở bằng bóng đá. Và sẽ có một cái chuyên đề nói về ông Toát sau. Thế thì cái nhóm Trung Nghêu, Dũng Toát và Nghĩa Bợm ấy, nó đã tập hợp 3 người. Chúng nó trêu, nó mời tôi vào, thôi không không, tôi không dám vào cái nhóm này. Nếu mà vào nhóm này thì mình đuổi bở hơi tai, chỉ về báo cháo thôi. Trung Nghêu chơi chân hay, lại hoạt động rộng, nhiều khi chơi như một trung vọng vệ thòng thứ hai. Có trận trên sân hàng đẫy, hàng phòng ngự dâng cao bắt Việt vị gần vạch trung tâm. Đội bạn phất bóng dài, phá bẫy, Trung Nghêu từ vòng cung cấm địa băng lên cắt bóng, lừa qua tiền đạo đối phương rồi truyền bóng lên khán đài B. Khán giả vỗ tay rào rào hưởng ứng. Xin một phút nói thêm về Trung Nghêu. Chúng tôi vô địch năm 1985, 50% chờ anh ấy. Anh ấy bắt 3 trận phạt đền thì có lẽ cho đến bây giờ các thủ môn Việt Nam không có ai bắt phạt đền giỏi như Trung Nghêu cả. Bẫy Việt vị của công nghiệp Hà Nam Ninh hoạt động hiệu quả suốt 3 mùa 1984, 1985 và 1986. Cũng một phần nhờ vào tờ báo Thể Thao Văn Hóa này. Khi đội trưởng Đặng Ngọc Anh vô địch quốc gia năm 1985, anh 37 tuổi và từ giã sân cỏ. Từ đó thì bẫy Việt vị của công nghiệp Hà Nam Ninh cũng mất thiêng. Đấy là dịp World Cup 2002. Tên tôi lần đầu được in trên tờ Thể Thao và Văn Hóa. Đó là loạt trả lời phỏng vấn về World Cup do chị Hồng Ngọc, phóng viên An Biên lúc đó đang công tác ở báo Thể Thao và Văn Hóa thực hiện. Như tôi nói ban nãy,
nếu không có Hồng Ngọc và Trương Anh Ngọc thì tôi sẽ không viết báo đâu. Hết giải, chị Hồng Ngọc thay mặt tòa soạn trao cho tôi một cái phong bì rõ to nhưng mà mỏng và truyền lời cảm ơn của tòa soạn. Điều quan trọng là Hồng Ngọc động viên: cháu thấy chú viết được đấy, cứ viết đi, rồi sẽ quen, cháu sẽ sửa cho. Tôi vốn là giáo viên, khả năng về văn nói, văn viết thì cũng xoàng thôi. Nếu không có Hồng Ngọc và Trương Anh Ngọc thì bài tôi rất khó đến được với bạn đọc. Cũng có thể tòa soạn và bạn đọc rộng lượng, thầy giáo dạy toán kiêm cầu thủ bóng đá, viết thế là được rồi. Cho đến bây giờ và mãi mãi, tôi coi Hồng Ngọc và Anh Ngọc là người thầy dạy tôi viết báo. Đấy là 2002. 10 năm sau, khi Phương Nam từ giã sân cỏ, hắn cạnh tranh quyết liệt với tôi cả trên sóng truyền hình, đến các bài bình luận về bóng đá trên thể thao và văn hóa. Có lần ở quán cà phê, bạn bè chọc tôi: ông dạy con thế nào mà thằng Phương Nam cứ cãi nhem nhảm thế, cãi ở nhà chưa đủ mà còn cãi cả trên tivi nữa. Chả là đêm trước hai bố con cùng bình luận bóng đá, tôi nhận định là trận này đội Arsenal sẽ thắng MU. Phương Nam đột ngay: tôi không nghĩ thế. Vâng, câu chuyện nó vui. Ở nhà tôi là một mình tôi chống lại MU, ba người, hai anh em nó cùng với bà xã đương nhiên là theo con rồi, một mình tôi theo Arsenal. Nó đôi khi xem đá bóng tôi cứ phải lỉnh sang phòng riêng thôi, không có rồi cãi nhau. Đấy là cái kỷ niệm hai bố con. Còn để tránh cái việc con cãi bố trên tờ Văn hóa Thể thao thì ban biên tập Thể thao Văn hóa có phân công tôi phụ trách chuyên mục ngày thứ ba, còn Phương Nam thì viết vào thứ sáu. Thế là không đụng hàng, không có cãi nhau. Một lần trên sóng VTV3, MC Long Vũ đề nghị tôi trả lời câu hỏi của khán giả. Khán giả hỏi: thầy giáo dạy toán đã trở thành nhà vô địch quốc gia như thế nào? Gãi đúng chỗ ngứa của tôi. Tôi liền đọc một đoạn đầu bài báo Cha, Con và Bóng Đá, in lần đầu trên Thể thao Văn hóa. Đêm mùa đông 15 tháng 12 năm 1976, tôi trong đoàn cán bộ giáo viên của Bộ Giáo dục lên tàu ở ga Hàng Cỏ để tăng cường cho vùng mới giải phóng. Tàu qua Thanh Hóa lúc nửa đêm. Mở ngoặc kép: anh ơi, chị sinh con trai rồi. Đóng ngoặc kép. Rồi lại mở ngoặc kép một gì nữa nói: anh ơi, chị đặt tên cháu là Phương Nam như anh đã dặn. Đêm ấy, nỗi buồn, niềm thương nỗi nhớ tràn ngập trong tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không hề nghĩ rằng chuyến tàu đi về Phương Nam xa xăm ấy sẽ là chuyến tàu định mệnh. Nó ảnh hưởng đến cuộc đời tôi và đến cả cuộc đời của sinh linh bé bỏng mới chào đời mang tên Phương Nam. Vài phút sau, có một bạn trẻ, mình hồi đó còn tương tác giữa khán giả với cái người đang chơi trò chơi thể thao ấy, họ nhắn lên màn hình này: bác Mẫn đọc thơ còn hay hơn đá bóng. Nó trêu thế. Thực ra đó chẳng phải là thơ, cũng chẳng phải là văn. Đó chính là máu trong tim tôi tràn lên mặt tờ báo Thể thao và Văn hóa để đến với bạn đọc. Bởi thế, không chỉ yêu, tôi còn biết ơn Thể thao Văn hóa đã giúp tôi nói về tình cha con. Nó đặc biệt ở cái chỗ đấy. Đoàn tàu đi qua Thanh Hóa, đi theo công lệnh mấy chục người không xuống được. Vợ một mình vượt cạn. Bệnh viện Việt Trung ở ngã Ba Bia cách Thanh Hóa, cách ga hơn một tiếng. Nhưng tôi không xuống được. Tôi phải đi theo đoàn người. Mãi sau, tôi mới được về thăm
nhìn con trai, biết là con trai. Ngày đấy có được siêu âm đâu, chả biết trai gái gì, chỉ có dặn vợ là thôi thống nhất, nó ngẫu nhiên, cái ngày anh đi miền Nam nó đúng ngày đó, thì chúng ta chọn nó là trai gái gì cũng được, cứ đặt tên nó là Phương Nam đi. Đấy. Bây giờ thì tôi đã già, sức sáng tạo thì cạn kiệt. Tôi tự lui về làm bạn đọc trung thành của thể thao văn hóa. Nàng không còn lọ lem như trước nữa, thậm chí còn lung linh với những ấn phẩm màu đẹp lắm. Nhưng dẫu thế nào thì tôi vẫn yêu nàng. Và khá thú vị, thưa các bạn, con trai cả Đặng Phương Nam sau này cũng là một cộng tác viên thân thuộc với tờ Thể thao và Văn hóa. Có một chút gato thế này, cũng một bài báo viết 500 chữ như nhau, mà tòa soạn báo Thanh Niên với tòa soạn báo Văn hóa Thể thao bao giờ cũng trả cho Phương Nam nhiều tiền hơn tôi. Suy bì gato, cũng có thể tại anh ta đẹp trai hơn, anh ta nắm vững kỹ chiến thuật hơn. Đấy, nói là câu chuyện vui về tờ báo Văn hóa Thể thao. Bài này thì tôi đã từng viết lên trên Facebook của mình. Rất nhiều người cũng đồng cảm với tôi. Họ nhớ lại những cái thời từ năm 82, họ yêu tờ báo Văn hóa Thể thao đó như thế nào. Các bạn yêu Thể thao Văn hóa có thể cùng với tôi ôn lại những kỷ niệm đó. Trong cái cộng tác viên với Thể thao Văn hóa nữa, còn có bình luận viên Quang Huy. Trong những cái lúc kỷ niệm năm chẵn ấy mà, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì bao giờ tôi cũng gặp Quang Huy ở đấy. Anh Ngọc thì là người nhà của Thể thao Văn hóa rồi. Còn chị Đoàn Ngọc Thu, chị ấy là nhà thơ, công tác ở một cái tờ khác, thế nhưng cũng là một cây bút và viết những cái đoạn văn về mùa thu. Chị này thì yêu Bayern Munich và đội tuyển Đức, sống chết thì chỉ yêu cái đó. Còn tôi thì chót yêu đội bóng đồng đảnh Arsenal, tôi không thể nào yêu sang đội khác được. Đấy thì những cái kỷ niệm với tờ Thể thao Văn hóa là như thế. Các bạn có thể ai rảnh rang cùng tôi trao đổi, chúng ta nhắc lại những kỷ niệm về một cái thời gian khó, chúng ta cùng đi lên, những tờ báo cùng trưởng thành. Có thể nói rằng là với Thể thao Văn hóa thì nó cũng đã làm lên một cái thương hiệu Đặng Gia Mẫn, một cộng tác viên thôi. Không sao, tôi cũng suốt đời làm một cộng tác viên, không bao giờ tôi nhận mình là một nhà báo cả. Nhưng mà rồi viết bình luận bóng đá, viết về những trận bóng đá, người tôi là người đọc nhiều, cũng đam mê văn chương, thì trong những cái bài bình luận của mình thì tôi muốn lồng những cái chất văn hóa của các dân tộc, của Anh, của Pháp mình hiểu biết một chút nào, mình đưa vào cái bài bình luận của mình thì được bạn đọc đón nhận. Bây giờ tôi muốn tìm lại cái bài báo gọi là Quả bóng có hình trái tim, tôi nhớ. Nhưng cái lúc đó chưa có mạng, cho nên bây giờ vào mạng gõ không được. Quả bóng có hình trái tim, đó là bài báo tôi viết khi đội tuyển Đức thắng đội tuyển Ba Lan 2-0. Nói đến Ba Lan, các bạn nhìn lên này. Năm cách đây 3 năm tôi có qua Ba Lan, có anh bạn Trần Quốc Quân dẫn tôi đi chơi một ngày. Tôi đến thăm làng của Chopin. Thế thì cái bài báo ấy nó hay ở chỗ nào? Quả bóng có hình trái tim. Hôm ấy tôi nhớ chi tiết rất ngắn, Klaus và Podolski, hai anh chàng người Ba Lan nhập quốc tịch Đức, khoác áo Đức đá cho đội tuyển Đức thắng Ba Lan 2-0. Có một tình huống Klaus vua phá lưới dẫn bóng xuống khung thành có thể ghi bàn, nhưng anh ta không ghi bàn, anh ta lại gạt bóng ra cho Podolski.
Podolski chạy vào, không biết làm nào, đành phải sút tung lưới Ba Lan. Sút tung lưới xong, anh ấy rơm rớm nước mắt. Thế thì đấy là cái cảm hứng để tôi viết là quả bóng có hình trái tim. Chopin, nhạc sĩ thiên tài vĩ đại, các bạn biết rồi, ông chết trên đất Pháp, nhưng dặn bà chị rằng hãy mang trái tim của em mang về Tổ quốc. Và tôi tra trên mạng để tôi thấy trái tim ấy được tẩm ướp hay được thiêu để trong một cái cột, trong một cái nhà thờ rất lớn ở Ba Lan. Và trong cái cột lưu giữ trái tim ấy có dòng chữ: của cải của ta ở đâu thì Tổ quốc của ta ở đó. Đại khái như thế. Cái hôm đó tôi cũng sang đấy và yêu cầu anh Quân dẫn tôi đến cái nhà thờ có cái cột, có cái cột lưu giữ trái tim của Ba Lan. Thế thì quả bóng có hình trái tim. Đến lúc này thì tôi đang nhờ bạn bè tôi ở thể thao văn hóa vào kho lưu trữ tìm lại cho tôi tờ báo đó. Tôi nghĩ cuộc đời viết bình luận của mình đấy là cái bài báo xuất sắc nhất của tôi. Thế thì bây giờ cái phần kỷ niệm về thể thao văn hóa có thể nói rằng chúng ta tạm ở đây, có thể chúng ta lại quay lại sang phần thứ ba là phần kết. Gần đây, cách đây mấy năm, tôi đã tham gia cộng tác với bóng đá TV và thể thao TV. Tôi là người viết kịch bản, là người dẫn chuyện và làm được 10 tác phẩm. Ví dụ Vũ Văn Trung này, ví dụ anh Lê Văn Đặng, là Trần Văn Tuấn, 10 tác phẩm theo cách của tôi. Tức là ta tạm gọi nó là ngôi nhà của những huyền thoại đi, hay là như thế nào đó. Mà bây giờ thì có chương trình Phương Nam Show. Phương Nam Show làm theo một kiểu khác, mời khách cay có ra ngoại cảnh. Nhưng tôi thì làm theo kiểu khác, đến tận nhà người ta phỏng vấn anh Lê Văn Đặng, thủ môn Tuấn Gáo, anh Lê Mai Tú, anh Lê Văn Phúc. Thế thì cũng được 10 tác phẩm mà tôi cũng đam mê. Nếu tôi không đi, không làm thì những người đó già yếu, trí nhớ không còn minh mẫn, không còn kể lại được. Thế thì có một người nữa cũng tâm đắc bảo anh Mẫn ấy, phải làm cái này thôi. Thế nhưng đài truyền hình thì họ bận rộn, mà làm được cái đó phải cả một cái ekip đi rất là vất vả. Cuối cùng bằng cách thì Lê Hồng Phong Corporation, một cái công ty non trẻ, Lê Hồng Phong LHP là những cựu học sinh Lê Hồng Phong thành phố Nam Định sống tại Hà Nội, họ có một cái giải bóng đá rất là tưng bừng. Họ mời tôi làm khách mời, rồi bây giờ có kỹ thuật, có phòng thu thì tôi mới thể hiện được mình. Tiếp tục cái series phim về các danh thủ, và tôi chọn nó là Tiếng Vọng, cũng như tôi đã làm trước. Những cái hình ảnh, những cái trận đấu của các ngôi sao ấy, nếu chúng ta không ghi lại, không kể lại thì Tiếng Vọng ấy nó nhạt nhòa, nó tan biến đi. Tiếng Vọng là gì? Sau khi chọn cái tên Tiếng Vọng, cứ loay hoay Tiếng Vọng từ cuộc sống, Tiếng Vọng từ thế nọ chết chắc. Sau đó anh Toàn, Vũ Đức Toàn mới bảo thôi anh ạ, lấy mỗi chữ Tiếng Vọng thôi, thế là đủ rồi. Tiếng Vọng nó là câu chuyện, nó là con người, nó là sự kiện. Nó vọng qua tâm hồn anh, rồi nó vọng lại với mọi người. Thế thì khi tôi bày tỏ lên Facebook ấy, thì nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên có nói với tôi rằng: anh Mẫn ạ, Nguyên ít tuổi hơn tôi, anh Mẫn ạ, nếu như anh làm cái Tiếng Vọng ấy, thì anh hãy lấy hai câu thơ cuối của cụ Trần Lê Văn để làm cái đề từ cho nó. Có ai nghe thấy một tiếng vọng thì thả con thuyền sang với tôi. Nhưng mà Phạm Xuân Nguyên bảo anh phải xin phép đấy. Thế bảo bây giờ xin ai, xin ai bây giờ, tôi biết ai mà xin. Thế là Phạm Xuân Nguyên bảo thôi cái việc ấy để em. Sau đó thì ông Trần Lê Văn là quê Nam Định, cụ mất rồi, cụ cùng thời với nhà thơ Quang Dũng cơ. Thế thì mình không biết gia đình cụ thế nào. Thế là Phạm Xuân Nguyên mới gọi điện cho con gái cụ,
sau đó là nhắn lại cho tôi là em xin phép gia đình cụ Trần Lễ Văn rồi, anh cứ lấy hai câu thơ đó làm cho cái tiếng vọng. Và nói về tiếng vọng, tôi mới làm được khoảng 40 video thôi, nhưng hòa mình vào trong cái cuộc sống mà chúng ta đang chống Covid, thì đặc biệt có một cái video bát mì tôm trên vỉa hè Hà Nội. Đấy. Cái video tôi làm một cách ngẫu hứng, làm rất nhanh thôi. Xin phép các đồng chí là tôi thấy một câu chuyện này nó thật lắm. Thế nhưng mà lãnh đạo bảo bây giờ phải rút kinh nghiệm, những cái tin ở trên mạng ấy hư hư thực thực. Thế nhưng mà thôi cứ làm đi, bởi vì họ không khoe họ tên là gì, họ ở đâu. Câu chuyện đối thoại giữa một người phụ nữ với hai thanh niên Thanh Hóa, tôi thấy hay và chắc lọc, tôi quyết định làm. Và sau đó chúng tôi làm. Làm xong thì được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Vì câu chuyện nó giản dị, nó không có đao to, búa lớn gì cả. Đấy. Thế thì đấy là một cái thành công. Thế còn nói về tiếng vọng, tôi biết là gần 70 năm cuộc đời tôi đọc rất là nhiều. Tôi đọc nhiều, không phải đọc được tất cả, nhưng so với những người học toán đi đeo bóng, tôi nghĩ là tôi đọc nhiều. Và tôi đọc lại những cái tác phẩm ưu tú, tôi mới giới thiệu, ví dụ cháu gái thôi, rồi có một anh chàng Duy Anh học đến lớp 9 rồi, hỏi giấy men lưu phiêu lưu ký đọc chưa, thì anh ấy cũng ấp a ấp úng, đọc quá loa lắm. Thế là sau đó tôi với anh ấy cùng đọc lại, thì thấy rằng từng câu, từng chữ giấy men phiêu lưu ký của Tô Hoài được dịch ra bao nhiêu thứ tiếng trên thế giới, họ còn phải ngưỡng vọng cơ mà. Thế thì tại sao những tác phẩm như thế lại ít dạy cho bậc tiểu học? Cái đó là một cái điều đáng buồn phải suy nghĩ. Câu chữ này, ngữ pháp này, từ cổ của cụ Tô Hoài nó chuẩn mực nữa. Thế nhân câu chuyện đó thì tôi lại cùng với cháu nội xem một cái quyển khác, chuyện cáo vúc. Câu chuyện này nó giống với giấy men phiêu lưu ký, đó là câu chuyện của Hungary mà một dịch giả Giáp Văn Trung dịch sang in và tái bản ở nước ta mấy lần rồi. Đến khi tôi mới kể chuyện trên Facebook thì bạn bè, những người biết, những người được đào tạo Hung, họ nói rằng quyển này là quyển người ta bắt buộc dạy trong chương trình tiểu học để trẻ em hiểu được thiên nhiên thế nào, hiểu được các sinh vật sống ra làm sao. Đấy. Thế rồi nói về tiếng vọng thì tôi cũng đã giới thiệu được một chuyện ngắn, nó cũng liên quan đến Covid, từ miền Tây của Nguyễn Thị Ngọc Tư, Thì Quét Lá Đa. Tôi đã đọc nguyên văn, cái tản văn rất ngắn thôi, nói về thân phận con người, nói về sự đùm bọc lẫn nhau giữa những người đi chợ và một cô bé nửa điên nửa dại. Những câu chữ của Nguyễn Thị Ngọc Tư nó hay lắm. Tất cả chúng ta không phải ai cũng đọc được hết, nhưng mà tôi có duyên gặp được cô Tư ở trong Cà Mau. Mà thật là giản dị, tôi chỉ cần gọi điện hỏi rằng là tôi là một giáo viên toán ở Hà Nội, tôi đọc tác phẩm của cô nhiều rồi, tôi xin phép được mời cô ở quán cà phê. Thế là cô ra, một số điện thoại lạ nhé. Thế còn lại còn nói chuyện về Trần Tiến. Chú Đại Lăng muốn làm cái ngẫu hứng Trần Tiến. Đây là một cái tác phẩm cũng ra đời lâu rồi, nhưng nhiều người vẫn không biết đến, mà nó hay khủng khiếp lắm. Và dần dần tiếng vọng sẽ giới thiệu với các bạn. Thế có câu chuyện thú vị như thế này. Cách đây 3-4 năm, tôi cùng với một cái đoàn ekip làm phim không liên quan gì cả, anh làm ở VTV3, đến gặp anh Trần Tiến ở Vũng Tàu. Các bạn ấy đến trước, nên các bạn ấy kiểu khoe với nhạc sĩ Trần Tiến hay sao, tí nữa chú Mẫn cháu đến, chú Mẫn cháu hay bình luận trên bóng đá, chú Mẫn cháu là bố của Đặng Phương Nam. Ông ấy cứ tủm tỉm ông cười. Thế đến lúc tôi đến chào giới thiệu xong, tôi mới cũng ly với nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi lễ phép chào anh, mình ngưỡng mộ, nhưng lần đầu tiên mình gặp được một thần tượng của mình bằng da bằng thịt, đưa cái cốc ly, mà tôi còn ý tứ cái cốc của tôi phải hạ thấp xuống cùng ly. Trần Tiến đúng không, bảo
anh chẳng biết chú mày là thằng nào. Ngớ ra. Nhưng mà anh biết thằng Đặng Phương Nam, vì ngày xưa chú mày đá bóng anh không xem, anh chỉ xem Phương Nam, Huỳnh Đức, Hồng Sơn thôi. Thế là cả bạn nhậu cười bỏ. Anh em chúng tôi thân nhau ở đó, rồi gặp nhau ở Vũng Tàu, gặp nhau ở Hà Nội. Trần Thiến. Mà cái quyển này ấy, nói thật là cũng phải một ngẫu hứng Trần Thiến, là do nhà văn Nguyễn Quang Lập xui. Nguyễn Quang Lập thấy Trần Thiến viết hay, tâm hồn như vậy, thế là Trần Thiến viết, Nguyễn Quang Lập biên tập lại, nó ra tác phẩm rất là thú vị. Tiếng vọng của chúng tôi sẽ từ từ giới thiệu từng mẩu từng mẩu. Thế còn nữa, đây có một cuốn nữa là cuốn Chân Dung và Đối Thoại. Chân Dung và Đối Thoại của Trần Đăng Khoa đã tái bản đến 9 lần rồi nhé. Thế mà nhiều người còn chưa đọc. 9 lần rồi. Tôi cũng phải liên lạc, tôi không kết bạn với anh Khoa, nhưng tôi có những người thân với anh Khoa. Thế tôi đã kết bạn, và tôi cũng xin phép anh ấy được giới thiệu từng phần. Ta không thể đọc được, tôi giới thiệu từng phần những chi tiết thú vị của cái cuốn này. Thì Trần Đăng Khoa có thông qua người bạn có nhắn với tôi rằng hôm sau sẽ gửi cho tôi một cái bản sửa chữa. Còn anh Trần Thiến ấy, cụ ông Trần Thiến như anh, thì tôi cũng gọi điện Vũng Tàu xin phép. Anh bảo vô tư, chú mày vô tư đi để cho ngẫu hứng nó vang vọng, vang vọng đến với mọi người. Anh không cần gì về vấn đề bản quyền gì đâu. Lại nói đến vấn đề bản quyền, nó vừa rồi nó có sôi nổi lên một cái vụ là bài hát cái gì nhỉ, ngẫu hứng phố Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Thế thì lại có một cái nhà thơ, một giảng viên làm một bài thơ giống như thế. Thế bác Trần Mạnh Hảo ấy viết trên Facebook hay ở đâu đấy, bảo là cái bài thơ này là đạo ý lời bài hát của Trần Thiến. Thì các phóng viên mới nhau gọi hỏi ông Trần Thiến, bảo không, tôi làm bài hát ấy, làm bài thơ là của công chúng rồi, còn ai muốn sử dụng cái gì thì tùy, còn ai không quan tâm gì đến vấn đề đó. Đấy chính là về Trần Thiến, về tính cách phóng khoáng rất thú vị của Trần Thiến. Trong cái mảng tiếng vọng ấy, chúng tôi sẽ dành 1/3 thời lượng cho trẻ em. Vì tôi biết trẻ em bây giờ chơi máy tính nhiều, làm rất nhiều việc mà quên đi đọc những cái tác phẩm kinh điển. Có một cái video ông và cháu ấy, tôi cũng khoe với các bạn luôn hôm ở đây. Cái lúc Dịch Dã chưa có, tôi dẫn con trai Phương Nam đến đây, cháu học lớp 2, đọc thì bập bẹ, hai ông cháu cùng tham gia một cái chương trình tiếng vọng. Mà các bạn biết thế nào không? Tôi phải lấy cái bài thơ Bé Lên Sáu từ trang Facebook của Phan Vũ Diễm Hằng, gần 70 tuổi đầu, đọc đủ loại sách Đông Tây Kim Cổ, mà tôi chưa đọc cái bài Bé Lên Sáu của Tản Đà. Trong trường phổ thông thì ta được học thề non nước, nước ơi đi mãi chưa về, nước vẫn được học. Nhưng cái bài Bé Lên Sáu mới hay. Nó ngắn, nó gọn, nhịp thơ rất là ngắn và dạy con như thế nào, yêu gia đình như thế nào. Các bạn xem cái Bé Lên Sáu, bài thơ khá dài đấy. Đấy là cái thời lượng đó. Nói về thiếu nhi, tôi sẽ cố gắng cùng với trẻ em đọc sách trong 1/3 những cái chương trình của tiếng vọng. Cũng lâu rồi nhỉ, không biết có bạn nào có câu hỏi giao lưu gì cùng với tôi không. Bây giờ còn có người hỏi phát ở link ở kênh nào hả anh? Không, cứ đi đi. Bạn nào chuyển câu hỏi cho mình cái nào. Hôm qua anh Ngọc thì cũng động viên tôi. Trước anh Ngọc thì anh làm livo nhiều lắm rồi.
quen thạo động viên tôi, chú phải thế nọ, chú phải thế kia, không sao cả, chú cứ mạnh dạn chú làm, chú bày tỏ nguyện vọng và tình yêu của mình thôi. Toàn là chúc mừng sinh nhật thế này. Có một cô nói này, cô giáo Mai Liên, em có một kỷ niệm về tờ thể thao văn hóa. Hồi đó con trai đang học cấp 2, cháu rất mê bóng đá nên em đã đặt tờ thể thao văn hóa ở cơ quan cho cháu. Một hôm em đi công tác nên không về cơ quan nhận báo được, đêm về phải đi mua báo cho con, cháu nhất định không chờ được đến mai. Hết báo đi tìm, hàng giờ đồng hồ mới mua được tờ báo photo khổ cái thời đó đấy. Bạn Nguyễn Quốc Hưng có nhắn, trước dịch thường ngồi cùng với bác và đi theo bác, cũng ủ mưu mấy chuyện đều chưa thành. Dự án YouTube Tiếng Vọng cũng hỗ trợ cho bác nhiều cái chưa thành ngày trước. Ý nghĩa của cái tên Tiếng Vọng hôm nay em mới biết. Vũ Quang Huy chúc mừng sinh nhật ông chú. Vũ Quang Huy, vâng, với kỷ niệm tôi ấy, Huy lại có những cái kỷ niệm riêng. Anh chàng này lại cũng gốc Nam Định, bố Nam Định là nhạc sĩ. Quang Huy thì có giọng ấm đẹp và là một người yêu nghề. Toàn chúc mừng sinh nhật, chào hỏi han gì báo văn hóa thể thao. Thực ra đấy, nói với cũng xin thưa với bà con làng Phây, với tất cả các bạn, đến nay 68 năm ở cuộc đời, tôi là ai? Đôi khi tôi nghĩ tôi là một gã Nam Định bình dân, rồi tôi trở thành một giáo viên cũng bình dân, là một cầu thủ cũng rất bình dân. Tôi chơi Facebook bình dân và tôi kết bạn cũng thật là bình dân. Tôi muốn làm cái kênh Tiếng Vọng này, đưa cái văn hóa bình dân đến với bạn đọc. Hàn Lâm thì mình không thể làm được. Ví dụ phân tích một bài thơ, một tác phẩm, mình không làm kiểu bác học được. Mà ở bác học thì nó là chuyên đề. Cho nên là tôi nghĩ cái sự bình dân một tác phẩm đến với, qua một gã bình dân đến với người ta, tiếp xúc một cách bình dân nó hay hơn. Thế thì nó bình dân nhưng mà cũng phải tự hào một chút rằng đây các bạn ạ, từ sáng đến giờ mới có 414 cái tin nhắn ở Zalo, còn ở Facebook thì nhiều lắm. Cũng thế, cũng tương tự như vậy, họ có thể nói là họ cũng quý mến anh chàng cầu thủ và nhà giáo bình dân ở Nam Định này. Tất nhiên không ai hoàn, vì tôi cũng có nhiều khuyết điểm, nhưng thời gian trôi đi và mình thấy rằng những cái gì có khuyết điểm mình có thể sửa chữa được, có thể hòa đồng được với tất cả mọi người. Càng về già không giận dỗi, không bực tức, không tranh luận nữa, thôi cứ lặng lặng theo ý mình và tôn trọng những ý kiến của phản biện của những người khác. Cứ như thế mà chung sống hòa bình. Trên mạng họ nói chứ không phải tôi đâu, có một mấy câu thơ rất hay. Chúng ta đến với nhau được là do duyên, và chúng ta ở bên cạnh nhau được bao lâu là do sự bao dung. Mà nó hay, nó phải bao dung. Chúng ta yêu con người ấy với những ưu điểm của họ đấy, nhưng chúng ta phải thông cảm với những cái khiếm khuyết, với những khuyết điểm có thể châm trước được. Hôm qua ở Sài Gòn, bạn thân tôi có nhắn ra là cuối cùng thì vợ chồng em cũng được tiêm rồi, trên 65 tuổi mà. Thế tại sao cái lần đi trước không tiêm được? Bởi vì trên đường đi đến chỗ tiêm là hai vợ chồng cãi nhau.
đi qua chỗ này, chỗ này là chỗ ông ngã xe này, móc mối ngày xưa ngã xe, cãi nhau thế là nó tăng sông lên 180 không tiêm được, thế lại về. Thế rút kinh nghiệm, hai vợ chồng đi tiêm là không cãi nhau nữa nhé. Sau về cô ấy tâm sự, em nghĩ rồi hình như là mọi chuyện cãi nhau là do em ấy. Nhưng chúng em cãi nhau nhanh lắm, 5 phút là xong thôi. À, thế cuối cùng tôi kết luận là con người ta có những cái đặc tính, có những người nghiện chửi chẳng hạn. Bác Trần Mạnh Hảo một ngày mà không mắng ai chắc cũng ăn cơm không ngon. Thế bác ấy mắng những người rốt văn, những kẻ đạo văn. Còn hai vợ chồng bạn tôi ấy, là cuối cùng tôi phân tích ra họ bảo đúng vậy anh ạ. Chúng em nghiện cãi nhau, tranh luận với nhau, nhưng mà sau 5 phút lại hòa đồng, vui vẻ. Chương trình cũng đã khá dài rồi. Cùng với LHP Corporation, đấy tôi phải cảm ơn đơn vị, một cái công ty non trẻ, họ có những cái trang thiết bị, họ hiểu tâm hồn tôi. Và đặc biệt nó là học trò, nó là con cháu mình, nó giúp đỡ mình để mình trải cái tấm lòng của mình, để mình truyền tải những tiếng vọng của cha ông từ tác phẩm, từ cuộc sống vọng lại. Trong tiếng vọng, có một lần tôi đã để thời gian rất dài, tôi đọc hết tác phẩm Lãng Quả Thông. Tôi yêu tác phẩm ấy rất là nhiều, và trong đó, trong cái tác phẩm ấy, ông có nói đến tiếng vọng. Nếu các bạn đọc, các bạn thấy trong một cái khu rừng ấy, nó có một tiếng vang vui tính giống như một con khiếu, nó chộp được bất kỳ tiếng động nào, rồi nó liệng qua liệng lại qua những vách đá. Tôi sẽ là một con khiếu. Tôi nhìn thấy tác phẩm nào hay, một trận đấu nào hay, một chi tiết nào hay ở cuộc sống, và nó truyền tải qua tâm hồn, qua cách nghĩ của tôi, qua kênh tiếng vọng để đến với bạn đọc, rồi đến với bạn. Nếu bạn cảm thấy được câu chuyện ấy nó hay, câu chuyện này đáng nhân lên, thì bạn truyền tải cho con cháu và cho những người khác. Thực ra từ thời sinh viên, khi tôi đọc một cái chuyện Quy Luật Muôn Đời của nước Nga, Tbilisi đó, đó là một tác phẩm rất hay, Quy Luật Muôn Đời. Câu kết của nó là như thế này, và tôi cũng muốn mượn câu kết ấy để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Để linh hồn hay tâm hồn con người ta nặng gấp hàng trăm lần thể xác, cho nên mỗi chúng ta không mang nổi linh hồn của mình. Anh phải mang hộ cho tôi mang hộ cho người khác lại mang hộ cho người khác nữa. Cứ như thế đến muôn đời. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại những chương trình sau nếu có.